Em chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình của em nè. 0334 830 843 nha. Rồi, theo dõi kênh của em thì bấm vô nút đăng ký kênh để được cập nhật mấy cái video mới em đăng lên nha mọi người. Rồi, nay về được mấy món hàng Nhật nha mọi người. Cái cây này là súng xịt rửa, giờ được hai cây hước kẹp chứ kéo cắt to rồi ha, chứ cái vòi xịt cho cách chơi, cái bộ dây ống ống với súng của máy xịt rửa xe cách chơi, xịt rửa áp lực cao á. Mọi người có máy bị hư súng rồi ha, dây đứt rồi ha, thì lấy bộ này về xài ha. Rồi, video hôm nay có mã là 148 nha mọi người. Đầu tiên là cây hước kẹp Mitu Toyo, hàng Japan của Nhật. Cây này cái miệng nó kẹp ba nó thiết kế là bằng hợp kim. Đây nó háp cái hợp kim, hai miếng thép kim vô nha mọi người, cho nên xài nó rất là bền nha, nó cứng. Này tình trạng nè mọi người xem kỹ nha, tình trạng cây này còn cỡ 90-95% mọi người, mũi trên nó xài nhiều rồi nè, mũi nhọn, còn bên dưới thì khá là ok luôn, miệng kẹp bên dưới. Hứa còn rất là chuẩn nha mọi người, này nút khóa, rồi nó xài pin nha, đây cục pin này nè, rất dễ mua ha mọi người, ngoài tiệm điện tử là có. Rồi, mở nguồn lên, khi mở nguồn là nó mặc định nó như vậy mọi người, mình phải trả nó về không để mình sử dụng, đẩy cái hớt sát vô rồi trả về không đó. Đó. Mọi người muốn nhẹ bôi tí dầu lên cho nó ha. Cái này chưa có bôi dầu hết. Bôi dầu lên cái rãnh này nè mọi người. Bôi ít thôi. Lau lớp dầu sơ qua thôi. Nó sẽ nhẹ. Này, 150 ly. Hướng này là 150 ly ha. Cây này là để đo độ sâu. Rồi. Cái hước kẹp điện tử này có mã là 148.1 nha mọi người, giá là 700 ngàn. Rồi. Tiếp theo cây số 2 cũng là cây hước kẹp, cũng Mitutoyo 150 luôn, nhưng mà tình trạng nó là nó mắc cái nắp pin ha, với lại nó bị đây, nó bị cấn đây thế rồi, nó cấn đây cho nên khi mà mình kéo ra tới bên trong đây thì vẫn nhẹ nha mọi người nè, vẫn bình thường nè, tới đây nó cứng nè, nó cứng, nó sượng như này nha mọi người đó, sượng chỗ này ha, chỗ này trở đi từ 10 mm trở đi nó sượng rồi. Nó hoạt động bình thường nhưng mà hoạt động ok, để em lấy cục pin qua test nè.
nhấc pin vô thì trả nó giờ không ha. Đó. Đây nó ra cái tắc cỡ M á là nó bị sượng nha mọi người, tại vì nó bị cấn ở đây nè. Nó cấn cái lớp lớp này không biết lớp gì nữa, bằng ni lông hay gì. Nó cấn lên nhìn nó cộm cộm. Cho nên nó sượng chỗ này rồi. Đó, ngoài ra thì chỉ số nó đo rất là chính xác, không có bị gì hết. Nè, đầu kim còn nhọn luôn. Đầu kim này nhọn luôn. Này hàm nè. Đẹp. Đó. Cũng 150 ly ha. Rồi, lấy pin ra. Rồi mã cây này là 148.2 mọi người. 450 nha. Mắc nắp pin. Không có pin với lại bị cấn ở đây ha. Rồi pin là của cây này. Rồi, tiếp theo số 3 là cây cắt ống nước mọi người. Cắt ống nước này 27 mm ha. Cây lưỡi nó ở giữa rất là cắt rất là hay, nó nhanh. Okay. Đó, xuống rất là nhanh. Ok mọi người, lưỡi còn rất là đẹp, 27 mm nha, của MMC này bên luôn. Kích thước nó là 18 cm. Rồi mã là 148.3 ha, giá 250. Rồi số 4 đây. À đây là cái chân, gọi là cái chân chống xe đạp nha mọi người. Chân nâng á, gọi là chân nâng xe đạp ha. Nó giống như cái xe mà phân khối lớn á, nó sẽ có cái bèn nâng cái bánh lên nâng đứng lên á. Tại vì nó không có chống đứng á, thì cái xe đạp mà không có chống đứng nó cũng vậy ha. Thì dùng cái này nâng lên nè. Đó. Nâng lên nó sẽ đứng vậy nha mọi người. Đây. Này cái thương hiệu nó. Nhìn rất là cứng cáp, thân nó bằng ống thép đúc ha. Đây cái này nằm để bấu vô cái cốt xe nè. Này cũng vậy. Cái cốt bánh sao á. Rồi, cái bên xe đạp này. Cái bên nâng xe đạp có mã là 148.4 ha, giá 350 nha. Rồi, tiếp theo một cây về cây được cây cắt cắt ton nữa nha mọi người. Cái ton này rất đẹp, của Mitsubishi. Tình trạng lưỡi rất đẹp luôn. Đây. Mitsubishi ha. Đây kích thước nó nè. 24 cm, rất là vừa tay mọi người. Nó thiết kế hình dáng nè, nó để mình cho mình dễ cắt, không có bị trúng cái tay mình xuống. Rất đẹp. Rồi cắt ton có mã 18.5 nha, giá 400.000. Rồi tiếp theo đây, cái bộ ống nước áp lực cao với lại súng, nó dính liền với súng này nha mọi người. Vặn vô ren này ha, ren đầu đồng nè. Cái đầu ren này là đếm đo coi, ống 21 mọi người, ren 21 ạ.
Rồi đầu trong nó là 13 14 ly đi. Đây là 14 nè. Rang ống là 21. Cái này súng này nó chịu áp áp cao nha. Đây có khóa cò là luôn nè. Súng này chịu áp tới 120 kg nè. Đây. 12 MPa luôn rồi, mát. Đó, đầu nó có điều chỉnh đây đầu điều chỉnh tia nha. Xòe hoặc là nó hoặc là gom lại nha, đây. Điều chỉnh lượng nước mát nè. Min. Nước nhiều hay ít. Chịu được nhiệt độ là 40 độ C. Mát là 12 MPa, là 120 kg ha. Rồi, cái bộ súng này có mã là 18.6 nha, giá 700 ngàn. Tiếp theo là một cặp dây điện của Nhật nha mọi người, cắt trong máy ra. Dây này là 4 dây nha. Sợi này là 4 dây. Dây rất là to nha, dây to, dây này khá là to. Dây to chịu tải cao ha. Này 4 dây mọi người xài lại điện mình thì xài dây đôi, đi đôi. Một cộng nối vô hai cộng ha. Hai cộng nối thành một cộng á. Đây kích thước dây nè. Này 4 cộng trong một này nha mọi người. Nè. Chiều dài nó là 6 mét rưỡi. 6 mét rưỡi nha. Rồi mã là 18.7 ha, giá 200 ngàn. Rồi tiếp theo một cái dòi xịt rửa. Nó xịt hơi, đây, một đường vô hơi rồi một đường này là vô ống nước ha. Nó có cái khóa đây nè. Test xịt ok mọi người. Xịt ra rất là mạnh. Hơi rất là mạnh, nó dùng để vệ sinh rửa mấy máy móc rồi đó. Hay rửa nhà thì cũng được. Cái đường này mình cho dung dịch gì đó ha. Còn này là đường hơi nè. Đó mình muốn ra hơi không thì mình xịt. Còn cho nước thì nó khóa đây. Đó, đóng mở đây nè. Thằng này của đây, thương hiệu nó nè. Đây tên gọi nó là chuyên xịt rửa ha. Kinky. Đây của Kinky. Made in Japan sản xuất nha. Rồi giá 550 ngàn mọi người. Mã 18.8. Tiếp theo cái cây mỏ hàn. Mỏ hàn này 500W nha. Test lên điện nóng. Nhưng mà nó mất cái dây rồi, mất dây với lại mất cái chụp bằng gỗ đây nè. Đó. Mọi người về xài cứ nối thẳng dây ra luôn xài cũng được. Nè, nối bắt đầu nối đây dây ra. Hai dây nè. Rồi này là 500W nha. Mỏ hàn này công suất cực lớn rồi, 500W điện 100V. Đó. Của sốt. Sốt nè. 100V 500W. Rất là to luôn, nặng luôn nha mọi người, nặng lắm. Cái đầu bằng đồng nó cong nè. Thiết kế cong nhọn nè. Rất là to. Đây kích thước cái thân nó là cỡ 4,5 nha mọi người. Thân đầu trên đây nè. Còn cục đồng này là 25 nè. Thân 2,5 nè, hai cỡ 2,5. Rồi chiều dài cây này là 45. Rồi mã là 48.9 nha, giá 400 ngàn. Rồi cuối cùng đây cái chân máy chụp hình nha mọi người. Chân máy chụp hình của thằng đây, thương hiệu nó nè. Không biết đọc luôn.
đây, nó có thể rút gọn lại hoặc là dài ra. Cái đoạn này mình có thể quay nè mọi người, quay lên quay xuống nè, cái tay quay rồi để rút dài ra rồi đo coi nó bao nhiêu mọi người. Đây, rút ra nó rất là nhiều đốt đây ha. Rồi. Ở đây sao nó mất nhiên bi vậy, nhưng mà vẫn rút ra bình thường ha. Nè, rút ra đóng vô được. Rồi để đo thử. Wow, nó rất cao luôn á. Rút ra nó như vậy ha, ba chân nè. Rồi chiều cao nó đạt được là 1m1 mọi người. Rồi đóng lại, ship gọn lại là ship gọn lại còn 28cm ha. Đây, kéo dài ra là 1m1. Rồi chân máy này mà 1.8.10 nha, giá 250. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.